Xin chào anh em đang theo dõi kênh Điện Mặt Trời của công ty Big Bang Solar. Thì trên thị trường hiện nay thì bộ sạc xe điện Besen không còn quá là lạ với anh em nữa. Thì như hiện tại ở đây thì công ty mình đang Big Bang Solar đang lắp một trạm sạc di động bản treo tường 7.2 kW một pha, phù hợp tích hợp sạc tất cả các dòng xe điện VF của VinFast trên thị trường hiện nay nha mọi người. Thì hiện tại mình đang lắp đặt này. Thì công suất sạc là 7.2 kW một pha, sử dụng jack cắm tai 2. Thì anh em cứ sử dụng cứ xe điện sử dụng jack cắm chuẩn tai 2 này là có thể sạc được hết nha mọi người, không những VinFast mà tất cả các dòng khác. Thì bên mình sẽ làm một cái trụ ở đây, bắt trực tiếp tại đây luôn, xe mà đến lùi vào đây thì có thể sạc được luôn nha anh em. Hiện tại các bạn kỹ thuật đang lắp bộ sạc. Thì đằng sau đây mình có thể lắp thêm một cái chống sét AC và một CB bảo vệ dòng rò. Lắp tủ điện. Thì bộ sạc đây là IP66 chống nước nha, chúng ta có thể lắp được ngoài trời. Bộ sạc được bảo hành 2 năm. Rồi sau một chút nữa lắp xong mình sẽ quay video trực tiếp cho anh em xem nhé. Rồi thì hiện tại mình đã lắp đặt xong bộ sạc 7 kW nha anh em. Thì cái đường dây điện 220V mình sẽ đi ở dưới đây, mình vòng lên trên đây vào cái tủ điện. Tủ điện này cũng là IP65 luôn nha anh em, chống nước chống bụi. Thì qua một cái CB bảo vệ rò rỉ chống giật và một cái con chống sét AC ở đây. Đó, thì chúng ta kết nối pha LN vào và kết nối dây te, kết nối te xuống đất nha mọi người. Trụ này thì mình phải cắm đóng cọc tiếp địa nha anh em. Mình sẽ làm trên một cái trụ sắt như đây. Trụ sắt đây thì nhìn nó cũng khá đơn giản và đẹp đúng không anh em. Kèm theo là mình bắt các cái phụ kiện kèm theo là jack cắm tai 2 này, chuột tai 2 này. Đấy, để trên cột này nhìn cho nó tây một chút. Và thêm cái chỗ cái móc để dây điện. Cái dây điện này dài 5 m. Anh em đến mua hàng đi xe điện nên là lùi xe đây có thể sạc được luôn. Sạc luôn nha anh em. Thì tất cả các dòng xe VinFast VF89, VF3E34 này, VF8, VF9, VF56 đều có thể sạc được dòng sạc 7.2 kW một pha này nha anh em. Đây là bản một pha treo tường. Đó, chúng ta có thể treo lên tường hoặc là treo lên cái kệ sắt như mình đang làm đây cũng được, không có vấn đề gì cả. Thì ngoài ra cũng có cái bản di động 7 kW một pha nữa nha anh em. Thì bản di động thì chúng ta có thể mang theo di động thì chúng ta có thể sạc được khi đi xa, thay thế bộ sạc thường, nó chỉ khoảng tầm 2.3 kW thôi. Đó, chắc hẳn sẽ có một số anh em hỏi là ví dụ như là khi đi xa chúng ta mang theo bộ sạc 7.2 kW một pha mà sạc như thế vậy thì cái đường điện gia đình chúng ta nhờ sạc thì có sạc được không? Thì mình cũng trả lời là sạc được bình thường nha anh em. Tại vì trên app hệ thống của con sạc Besen này thì chúng ta sẽ cài đặt được dòng sạc. Ví dụ như là cái đường dây điện nó bé quá thì chúng ta cài dòng sạc khoảng 10 đến 15 ampere. Còn sạc mắc thì có thể sạc lên đến 32 ampere. Đó. Chúng ta đều có thể tùy chỉnh được dòng sạc qua app điện thoại nha mọi người. Vậy nên là chúng ta có thể tùy chỉnh dòng sạc và công suất sạc theo ý muốn. Besen là cái dòng thương hiệu sạc rất là cao cấp, chuẩn xuất đi châu Âu. Những cái mọi người xem này, cái tay cắm súng sạc đây thì thường như các hãng bình thường thì nó sẽ là hai mảnh nó ghép lại và bắt ốc, nhưng mà đây là người ta sẽ bắt làm đúc bằng nguyên khối nha anh em, đúc nguyên khối chứ không có ghép lại đâu. Cái đường ở đây thực ra là cái đường chỉ thôi, chứ họ đúc nguyên khối đấy mọi người ạ. Và những cái gioăng cao su, cái tay cầm nó rất là vừa tay và cảm giác rất là xịn. Dây này dây rất là bự luôn nha anh em. Có cái những cái lớp cao su đi vào nối vào cái súng này nó rất là dày này. Có thêm cái đỡ cắm sạc ở đây nữa. Ngoài ra thì những cái chỗ đầu vào đây thì sẽ có thêm các cái cao su để khi chúng ta kéo mà góc chẳng hạn thì nó sẽ hạn chế cái việc mà gấp dây nha mọi người. Thì lớp cao su đây cũng trang bị dày hơn, chắc hơn và lớn hơn. Đó.
thì chúng ta có thể sạc bằng hai hình thức. Một là cắm sạc và bật trên app hệ thống, hai là sạc bằng nút ấn, chúng ta cắm sạc và nhấn nút là tự động sạc. Đó. Rất đơn giản vậy thôi. Thì riêng cái bản 3 pha thì bên em có bản như là công suất sạc như là 11 kW 3 pha và 22 kW 3 pha. Đó. Thì còn VF8 và VF9 hiện tại bộ OBC trên xe đang cho nhận 11 kW 3 pha nha anh em. Quay rộng ra một chút cho anh em xem. Đó. Đây là bộ sạc này. Khách đi đến lùi vào kho chỗ mình là có thể sạc được luôn. Tại vì nhu cầu đợt này hiện tại là khách hàng đến đi xe điện rất nhiều nên là mình cũng phải trang bị thêm một bộ sạc ở cho công ty nữa. Ngoài ra ở đây thì cũng đang có một số combo đang được sắp xếp và chuẩn bị giao đi cho khách hàng này. Ở đây là có combo 10 kW, bản này là bản mấy đây? 10 kW một pha này. 4 kênh PV đầu vào chuẩn bị giao về cho anh khách hàng ở Đồng Nai. Bản đây là 10 kW 3 pha nha anh em. Đó, bản 3 pha và bản một pha. Bản bản 3 pha thì sẽ bám tải theo meter. Dòng này dòng hòa lưới không có lưu trữ nha mọi người, thích hợp cho những hệ thống chạy sử dụng điện nhiều vào ban ngày. Dòng D dòng cũng là bám tải nhưng mà một pha. Dòng này sẽ không cần meter, bám tải theo CT. Công suất lớn, lắp đặt khá là nhanh, giá rất là tốt nhé, tốt nhất trên thị trường, tốt hơn cả Hybonetech và ThinkPower. Đó, và chất lượng sẽ cao cấp hơn rất nhiều vì đây là hàng Dyer mà tập đoàn lớn niêm yết sàn chứng khoán. Quay thêm một chút bộ sạc này. Rất là đẹp. Mọi người có thích cái kiểu thiết kế như này của mình không? Đơn giản thôi. Rồi ok, cái video này của mình đến đây là kết thúc. Anh em có nhu cầu lắp sạc hoặc mua sạc về tự lắp thì anh em vui lòng liên hệ đến số điện thoại em để ở trên màn hình. Đặc biệt là cái sạc ấy lắp đặt rất là dễ nhé, tất cả mọi người đều có thể mua được. Khi mua về thì bên em sẽ có kỹ thuật gọi online hướng dẫn anh em lắp đặt và sử dụng. Tại vì lắp đặt rất là đơn giản nên là chúng ta gần như tất cả mọi người ai cũng có thể lắp được hết đấy. Ok, cái video của em đến đây kết thúc. Xin chào cả mọi người.